Dạ em xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Tài. Hiện tại Tài có mặt trong nghĩa trang Hoa Viên của tỉnh Bình Dương. Thì ở đây thì lâu lâu lại gặp một cái đám tang rất là lớn, cởi ngựa đưa tang và kèn trống đồ rất là to cả nhà. Thì em thấy cũng lớn nên muốn chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem ha. Cởi ngựa đưa luôn cả nhà, bạch mã xích hố đó, và những người đưa tang nè, chắc có lẽ là đưa tới một nơi xa nên cần phải lên xe lên ngựa cả nhà. Dữ vậy, cho tôi đi coi đó, ngựa chạy dữ rồi cả nhà đó, rồi không à, tại vì xa quá cần phải đi xe cả nhà đó. Đám tang trong nghĩa trang Hoa Viên của tỉnh Bình Dương cả nhà ơi, rất là lớn. Trong đây đám tang thì đưa rất là hoành tráng luôn, nó không có giống như ở quê của mình, khác lắm. Ở quê thì nó không có được cái gì đâu, bà con cô bác mà ở dưới quê mà dễ gì thấy được những cái cảnh này. Thì cái hướng này chắc đi thiêu quá, hỏa táng chứ không phải thiêu à. Tang rất là to cả nhà. Hồi nãy thì có ngựa, có người gọi là chống kèn lộng đồ, xe đưa tang rất là đông. Nó trong nghĩa trang Hoa Viên này á, là đám tang to to như vậy không á. Ở dưới quê thì hiếm khi nào mà thấy được đám tang như thế này. Xe từ. Đó, xe đua tang rồi không? Mai đi. Ra ngoài. Trời ơi. Lắc ghép nha. Này đưa vô chắc khu mộ gia tộc quá, đi khá là xa. Em nghĩ là vô khu mộ gia tộc á, cả nhà thấy một đoàn xe rất là dài luôn. Đây em cho cả nhà, đây là đường đại lộ Vĩnh Hằng cả nhà. Đại lộ Vĩnh Hằng. Đó. Bây giờ quẹo trái vô khu gia tộc. Thường ở trong đây á, là người ta mua sẵn đất. Rồi khi mà có hữu sự gì đó thì mình cứ vào đây an táng thôi. Chứ không cần phải giống như ở quê mình mà đợi hữu sự bắt đầu mình mới đi lo gọi là đào nguyệt các kiểu. Trong đây là người ta làm sẵn hết trơn cả nhà. Những người còn sống là người ta vẫn mua nha, ta không có sợ. Còn sống là người ta vẫn mua, người ta làm sẵn luôn.
tới khi mà mắc rồi á thì chỉ cần khui nắp và vào thôi. Đây em quay cho cả nhà xung quanh là mộ gia tộc đây nè. Đó, thấy không? Rất là to, mỗi một cái khuôn viên á là của một gia tộc. Chạy vòng vòng giáp cái khu này á là rất là rộng luôn. Tới rồi, phía trước rồi kìa. Rồi dừng đi. Dừng chăm xuống rồi, dừng. Đúng rồi. Cả nhà thấy những người đi đưa rất là lớn nha. Có hai con ngựa dẫn đầu, cái trống dẫn đầu hai con ngựa, tiếp theo là hai con ngựa, một con trắng và một con đen. Có càng nữa cả nhà, có càng chờ sẵn luôn. Rồi bây giờ hàng đã chuẩn bị xuống cả nhà ơi, rất là nặng luôn nha. Một cây đòn là 8 người. Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.
Đem mấy cái cọng dây này xuống để chuyển xuống cái nguyệt này cả nhà, giống như một cái bả lan vậy đó. Nó anh áo đen là anh gọi là đội trưởng của đội mai táng cả nhà, để anh điều khiển điều phối và cho nó đồng loạt. Bây giờ chuẩn bị là lấy cái cây gọi là rồng rọc, bả lan rồi hay còn gọi là cây giỏ dẻ vậy đó cả nhà, anh gọi là cây giỏ dẻ để xuống vào cái nguyệt nó. Móc cái cọng dây xích vào cái cây, móc hai đầu ha, trước cái sau cái. Mấy anh này người nào người nấy là to to lực lưỡng luôn. Rất là đông luôn. Chính một bên chính 18 là 20 người cả nhà. Cái anh áo đen ảnh điều phối rất là hay. Cái hàng thì xuống từ từ cả nhà, rất là chuyên nghiệp luôn, rất là chuyên nghiệp luôn. Tới công đoạn lắp cát cả nhà. Mấy anh ở trong nghĩa trang thì chuẩn bị mấy bao cát nè. Cát này gọi là cát sạch đó cả nhà. Cát được lọc rồi, sạch, lắp lại, đổ vào. Đây, đội chống, đội kèn tay. Mình ở đâu chú? Biên Hòa. Biên Hòa hả? Tên gì, đội mình tên gì? Thiên Tâm hả? Vũ Tự Cecilia. Vũ Tự. Quá hay luôn cả nhà. Anh Thoại rất là hay. Đội mình là tới 5 người hả? 6 người. Tên gì anh? Tài 66 Vlog. Tài 66 Vlog à? Dạ đúng rồi. Vô cho một shop luôn. Rồi, một tiếng nữa là thấy mặt mấy anh trên mạng xã hội nha. Tài 66. Một tiếng đồng hồ nữa.
Nhạc Tây Vũ Tự Biên Hòa. Dạ. Mấy chú thổi quá hay. Xúc động luôn. Bây giờ mình chạy về Biên Hòa hả chú? Dạ, Biên Hòa. À, đám này là từ Biên Hòa hay sao? Đám này ở đâu? Bên ấy, bên Búng. Chợ Búng không? Chợ Búng, Thủ Đức hả? Chợ Búng. Dạ, chợ Búng Bình Dương đây hả? Rồi từ mà mấy chú là từ ở Biên Hòa xuống đây. Wow. Về ngược lại Biên Hòa. Rồi chào tạm biệt mấy chú mấy anh nha. Chúc mọi người sức khỏe. Dạ. Rồi cảm ơn anh đã súp cho em một súp. Dạ rồi chào anh. Rồi. Dạ đó cả nhà. Đội kèn của anh cũng đi về lại Biên Hòa rồi. Thì có lẽ là em chia sẻ đến đây thôi. Em xin phép cho tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.